Thưa quý vị, sáng nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bạc Liêu tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Ngô Văn Hà, sinh năm 1967, ngụ phường Hồ Phòng, thị xã Giá Rai, về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Theo hồ sơ của cơ quan công an, trong thời gian giữ chức vụ trưởng phòng tài chính kế hoạch huyện Giá Rai, nay là thị xã Giá Rai tỉnh Bạc Liêu, với vai trò là người đứng đầu đơn vị mời thầu, đại diện chủ đầu tư Phó Chủ tịch Hội đồng tổ chức Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án khu dân cư nọc nạn tại phường 1 thị xã Giá Rai. Ông Hà đã vi phạm các quy định của pháp luật về bảo đảm công bằng minh bạch trong hoạt động đấu thầu, dẫn đến gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 45 tỷ đồng. Liên quan vụ án, trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố năm bị can về các tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng